Xin chào tất cả mọi người. Là mình Min và Sim đây. Chào mừng gia đình Hòa Bình mình trở lại với Radio Tháng 5. Chúng ta bắt đầu tháng 5 bằng một kỳ nghỉ hè rực lửa và hòa bình, đã khởi đầu tháng 5 bằng tin vui trúng thầu thêm nhiều dự án mới. Nhưng trong niềm vui ấy, vẫn có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là kiểm soát dịch bệnh. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp hơn. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, cả nước đã có thêm 502 ca mắc mới tại 25 trên 63 tỉnh thành. Vì vậy anh chị em Hòa Bình ơi, chúng ta hãy luôn ghi nhớ và nghiêm túc thực hiện tốt khuyến cáo 9K của Bộ Y tế, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, khu cách ly an toàn, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không đăng tải thông tin sai sự thật để phòng chống dịch tốt nha. Đặc biệt trước tình hình hiện nay, ban lãnh đạo Hòa Bình cũng đã tăng cường triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, không chỉ ở văn phòng mà ở trên cả các công trường đã chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay cho các anh chị em. Chia sẻ với Radio Tháng 5, anh Đỗ Minh Lương, quản lý an toàn dự án Aqua Riverside City cho biết. Hiện tại mùa dịch thì mình kiểm soát từ công nhân vào thì rất khó khăn, tại vì họ sau khi nghỉ lễ họ đi từ nhiều tỉnh thành để tập trung vào dự án, vì thế mình kiểm soát là khó. Hiện tại vì cái mùa dịch thì mình mong muốn đầu tiên thì làm sao để cho tất cả mọi người, công nhân, từ công nhân đến giám sát, họ hiểu được cái hiểu được cái tầm quan trọng của dịch, đại dịch, thì họ thì lúc đó họ có thể ngăn ngừa cho bản thân họ trước thì mới ngăn ngừa tất cả cho cộng đồng dự án được. Tâm sự với chương trình, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, kế toán công trình Aqua Riverside City, người đã gắn bó với Hòa Bình hơn 14 năm cũng chia sẻ. Chị chỉ mong cho là công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình có nhiều dự án để cho anh em có việc đều vậy thôi. Đây chắc hẳn không phải là mong muốn của riêng anh Lương hay chị Thủy mà còn của tất cả anh chị em Hòa Bình của mình, đúng không ạ? Trong khó khăn càng phải cố gắng hết mình, dịch Covid-19 đã khiến cho cuộc sống chúng ta thay đổi quá nhiều. Khó có thể tưởng tượng được hơn một năm trước, chúng ta còn chưa biết có Covid-19 tồn tại. Vậy mà bây giờ chỉ cần nhắc đến virus thôi là đã nghe đến ngay Covid-19. Nói về vấn đề này sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến bang HSE. Và bây giờ hãy cùng Sim và Min thực hiện một cuộc phỏng vấn từ xa đến từ anh Nguyễn Đức Hải, phó bang HSE nhé. Dạ, alo ạ. Dạ, chào anh Hải, em là Sim gọi đến từ chương trình Radio Hòa Bình Tháng 5 ạ. Chào tất cả mọi người. Anh Hải ơi, trong xây dựng, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tình hình dịch bệnh hiện nay có gây ra khó khăn gì trong công tác bảo đảm an toàn lao động, đặc biệt là trên công trường hay không? Do tính chất nghề nghiệp, các công nhân xây dựng tại các dự án thường đến từ nhiều địa phương khác nhau trên cả nước. Đặc biệt sau kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 vừa qua, khiến công tác phòng dịch Covid-19 cần được thực hiện hết sức nghiêm ngặt theo đúng quy định. An toàn là một trong những giá trị làm nên thương hiệu của Hòa Bình. Vì vậy, trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn phải đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Vậy với diễn biến phức tạp như hiện nay thì ban HSE đã đưa ra những giải pháp gì nhằm phòng chống dịch tốt anh nhỉ? Nhằm tối đa hóa công tác phòng dịch, chúng tôi đã thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau. Trước khi vào công trình thì bộ phận an ninh đo thân nhiệt và nhắc nhở cán bộ công nhân viên rửa tay và sát khuẩn, cung cấp khẩu trang, dung dịch rửa tay cho cán bộ công nhân viên làm tại công trình. Khi làm việc, chúng tôi luôn giữ khoảng cách an toàn và không tụ tập đông người sau khi hết giờ làm việc, theo đúng khuyến cáo của cơ quan chức năng tại cái địa phương đó. Các công nhân, cán bộ công nhân viên Hòa Bình cũng như tất cả các nhà thầu phụ đều được yêu cầu cung cấp lý lịch hành trình di chuyển trước khi vào làm việc tại công trình. Điều đó hỗ trợ cho quá trình truy vết F1, F2 trong trường hợp không may có ca lây nhiễm trong công trình. Xin cảm ơn anh Hải vì những chia sẻ vừa rồi. Chào tất cả mọi người, cảm ơn. Xin mới từng đọc một nhận định của tiến sĩ Lisa Kerber, Đại học John Hopkins rằng trong một đại dịch, có những khuyến cáo về phương diện khoa học nhằm giúp ngăn chặn dịch bệnh, tuy nhiên lại gây ra xung đột với niềm tin và giá trị văn hóa của người dân. Ví dụ, trong một số nền văn hóa, người dân rất coi trọng việc tụ tập để cầu nguyện và thờ phụng hay các sự kiện đặc biệt khác. Một trong số người rất khó chấp nhận các khuyến cáo về sức khỏe cộng đồng như giãn cách xã hội, tránh tiếp xúc trực tiếp. Họ có thể chọn không tuân thủ theo những khuyến nghị giãn cách đó. Sim thấy đó là một trong những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh vẫn đang còn là vấn đề lớn của thế giới. Nhưng mà mọi người ơi, đừng quá lo lắng.
mọi thứ rồi sẽ ổn khi chúng ta thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu phòng dịch. Một trong những cách tốt nhất là tạo cho mình thoải mái với mọi sự thay đổi của thế giới xung quanh ta, là tự trang bị kiến thức cho bản thân và sử dụng kiến thức đó để tạo ra sự tích cực trong cuộc sống. Mà nè, vật bất ly thân hiện nay của mỗi người là chiếc khẩu trang đó nha. Đôi khi có những điều đơn giản như vậy lại bảo vệ được cho bản thân và những người xung quanh khỏe mạnh. Và trước khi khép lại radio số này, để Sim và Min tặng cho mọi người một bài hát có giai điệu sôi động, ca từ giản dị nhưng chứa đựng bức thông điệp ý nghĩa khát vọng, quyết tâm và niềm tin chiến thắng đại dịch bệnh của hàng triệu người dân Việt Nam chúng ta. Khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch, dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười sức mạnh cho bao người, cùng anh em sát cánh không rời cho niềm tin muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng chiều trái tim Việt Nam, cần lắm những con người góp thêm hy vọng, thêm vững tin kiên cường. Dù nhiều gian lao thấy chúng ta không một mình, cùng nhau giữ đất nước yên bình, chung vòng tay yêu thương. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, dâng đầy tình yêu mãi trong tim này. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dấu mưa dấu nắng, đi về cùng nhau. Mọi người ơi, đừng quên khung giờ phát sóng định kỳ của Radio Hòa Bình vào lúc 15 giờ ngày thứ tư hàng tuần, tuần thứ hai hàng tháng. Hộp thư góp ý hbcnews@hbcg.vn luôn chờ những chiếc mail đề xuất từ anh chị em, hoặc liên hệ trực tiếp với các thành viên của phòng truyền thông nha. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.